Cận cảnh nhân sắc dàn thí sinh đại sứ hoàn mỹ, liệu có lung linh giống trên mạng? Giống như mọi cuộc thi nhan sắc khác, vẻ ngoài của dàn thí sinh đại sứ hoàn mỹ cũng được đem ra so sánh với ảnh trên mạng. Ngay từ tập đầu tiên lên sóng hôm 11 tháng 12 vừa qua, Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, cuộc thi nhan sắc dành cho các mỹ nhân chuyển giới, đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bởi đúng như mong đợi, những cái tên gây chú ý từ vòng nộp hồ sơ như Lương Mỹ Kỳ, Mộng Thường, Hưng Ly đều xuất hiện cực ấn tượng, top 10 năm nhanh chóng được chọn ra. Và chẳng mấy khi dàn người đẹp chuyển giới tề tựu về một chỗ, nên hội thích soi lại được dịp so sánh ảnh khi đi thi, lúc trên mạng của họ. Chưa biết mỹ nhân nào sẽ giành chiến thắng tại show thực tế này, nhưng ai đẹp từ ngoài đời đến trên mạng thì dân tình đã có ngay câu trả lời của riêng mình. Lương Mỹ Kỳ, một trong những cái tên được kỳ vọng nhất đại sứ hoàn mỹ năm nay, có màn thể hiện khá xuất sắc từ catwalk đến ứng xử. Tuy nhiên, trong ảnh đăng face, cô nàng có làn da trắng trẻo và mướt mát hơn ít nhiều. Nổi tiếng từ trước khi đến với chương trình, Mộng Thường, Lê Hải Đăng cũng được rất nhiều người quan tâm. Cô nàng giữ chọn sự dịu dàng nữ tính vốn có, nhưng ảnh trên mạng vẫn nhìn hơn. Đào Anh, thí sinh được xem là drama nhất tại Đại sứ Hoàn Mỹ năm nay, cũng có sự khác biệt khá lớn giữa nhan sắc trên mạng và lên sóng, đặc biệt ở làn da. Đây cũng chính là lý do khiến cho Đào Anh tổ chương trình cố tình tắt hiệu ứng làm đẹp khi cô xuất hiện, cắt ghép để đổi trắng thay đen. Nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo lẫn dân mạng, có thể nói Nguyễn Phạm Tường Vi, Vi-Lai đang là cái tên giữ vững phong độ nhan sắc nhất hiện tại. Mỹ nhân này xứng đáng với danh hiệu đẹp bất chấp rồi đúng không? Không được căn chỉnh góc chụp lẫn chỉnh sửa, vedette cá viên chiên, Vũ Thu Phương ngoài đời dường như không ấn tượng bằng ảnh trên mạng. Phùng Trương chân đài ở trên mạng có vẻ sắc sảo, gợi cảm hơn, nhưng với nhan sắc xịn sò này, cô nàng cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong cuộc đua năm nay. Gương mặt của Hưng Ly, tên thật là Lê Quang Hưng, lúc lên sóng tròn trịa hơn so với ảnh trên mạng, tuy nhiên vẫn để lại rất nhiều ấn tượng. Đáng tiếc là cô đã không được ban giám khảo để đi tiếp vào vòng trong. Nguyễn Vũ Hà An, nữ chính tập 7 của Người Ấy Là Ai mùa 3 cũng đã tham gia Đại sứ Hoàn Mỹ năm nay. Giống như nhiều gái xinh khác, Hà An trong ảnh trên mạng sở hữu gương mặt thon gọn, làn da mịn màng hơn. Một gái đẹp cũng chứng minh phong độ xinh đẹp khi được so sánh là Cady Huỳnh Anh. Cô nàng sở hữu làn da nâu khỏe khoắn cùng mái tóc tém cá tính, nhưng ảnh phây được thêm phần sắc sảo hơn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!